Một xe tự hành kiêm robot giao hàng tự động chạy bằng điện có thể vận chuyển thuốc đến tận nhà khách hàng. Đây là phát minh mới đang được thử nghiệm ở London, Anh trong đại dịch COVID-19. Xe robot Cargo được thiết kế để giải quyết vấn đề giao hàng ở chặng cuối nhằm tiết kiệm chi phí cho người dùng và cũng góp phần bảo vệ môi trường. Lúc đầu tôi nghĩ đến thiết bị bay không người lái, nhưng có lẽ ô tô khả dĩ hơn. Thế rồi tôi phát minh ra Cargo. Nó là một chiếc xe tự lái. Nếu bạn mua thứ gì trực tuyến thì nó có thể vận chuyển tới nhà bạn trong vòng 30 phút. Cargo là xe điện sẽ chở được 48 kiện hàng và có thể di chuyển trong khu vực thành thị cũng như các con ngõ nhỏ không có tín hiệu GPS. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để học hỏi tuyến đường. Chiếc xe này có thể lái từ địa chỉ của người gửi tới chỗ người nhận và bàn giao bưu kiện tự động bằng robot có sẵn. Khởi đầu là bán tự động, xe sẽ được tiếp tục cải tiến để tăng dần mức độ tự động. Ngoài ra, Cargo cũng có một lái xe có thể can thiệp bất kỳ lúc nào để đảm bảo an toàn. Chiếc xe này sẽ tập trung giao các kiện hàng có kích thước nhỏ bằng hộp đựng giày. Nhà phát triển xe cho biết, việc thử nghiệm giao thuốc y tế là mục đích đầu tiên khi đại dịch xảy ra. Tôi là người làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tôi không mong dùng trí tuệ nhân tạo vào những việc như thu hút bọn trẻ chơi trên các ứng dụng hay tác động đến quyết định mua hàng. Tôi chỉ mong làm được điều đơn giản như mang thuốc đến cho người già. Ngoài ra, chiếc xe này còn có thể tiết kiệm chi phí giao hàng ở quy trình cuối vốn được cho là khá tốn kém. Cargo giải quyết quá trình giao hàng ở giai đoạn cuối bằng tự động hóa. Thông thường, 90% phí giao hàng nằm ở quy trình cuối cùng, khi thuê người giao hàng từ kho hàng gần nhất đến nhà khách hàng. Nếu bạn thay thế nó bằng một chiếc xe tự hành, chi phí sẽ rẻ đi rất nhiều. Vì vậy, về cơ bản chúng tôi đã loại bỏ yếu tố thời gian và chi phí bằng cách để một robot làm việc đó. Nó có thể làm việc cả ngày và bạn chỉ cần trả chi phí điện để chạy xe. Cargo có thể đạt vận tốc 96 km một giờ, sạc được 70% điện năng trong 1 tiếng đồng hồ và sạc đầy sau 3 tiếng. Chúng tôi đã phát triển một hệ thống quản lý kiện hàng trong xe, có thể di chuyển các kiện hàng để giao đến hàng chục kiện cho bất kỳ đơn hàng nào. Xe sẽ di chuyển đến nhà bạn, một cửa sập mở ra ở phía sau và kiện hàng của bạn nằm sẵn ở đó. Sau đó, nó tiếp tục đến một nhà khác và giao hàng bằng hình thức tương tự. Khách chỉ nhìn thấy kiện hàng của họ. Và robot chỉ làm công việc phân loại hàng khi xe đang di chuyển trên đường. Anh William Sacchetti cho biết, nhược điểm của loại xe này là tốc độ di chuyển chậm và kích cỡ xe nhỏ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dòng xe này đang là một giải pháp hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.